vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ý trời, sự thật kỳ lạ. Cuộc đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, cả đời vất vả, từ 54 tới 58 tuổi, trời ban đại lộc, vận may bùng sáng, phúc đức tiền quyển ùa về ngập nhà, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Vâng thưa quý cô bác tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, người xưa có câu, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vì vậy, cuộc sống của một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người sinh ra thì đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ. Đúng như câu nói, ở hiền gặp lành, giới tử vi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Tân Hợi được trời sinh có tính cách tuyệt vời. Họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy, mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, bất kể ngoài đời sóng gió hay trong gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận. Càng lớn tuổi, họ càng giàu có, gia đạo cũng hưng thịnh. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Tân Hợi là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số cửa nạn, khiến Tân Hợi hao tiền, tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức, bất công. Nhưng tới nay trở đi, chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này, thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý ba đời. Vậy ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Tân Hợi? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, đã trải qua hơn 54 năm cuộc đời, cô bác dần nhìn nhận mọi thứ với sự sáng tỏ và thấu suốt. Sau bao thăng trầm, hỉ nộ, ái ố, những muộn phiền, lo toan dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc này, điều quan trọng nhất với chúng ta không còn là danh lợi, địa vị, mà chính là sức khỏe và bình an. Thời gian là dòng chảy vô tận, không chừa một ai. Nó có thể biến một thanh niên phơi phới, một giai nhân xinh đẹp thành ông lão, bà lão, tóc bạc, lưng còng. Dù bạn từng oanh liệt hay bình dị, tất cả đều đã qua. Câu hỏi đặt ra là bạn đã chuẩn bị gì cho chặng đường tiếp theo của cuộc đời? Tương lai khi già rồi bạn sẽ dựa vào ai? Đây là câu hỏi muôn thuở và câu trả lời tốt nhất chính là dựa vào chính mình. Điều đầu tiên con người cần xác định là xây dựng một gia đình hạnh phúc, bởi đó là điểm tựa vững chắc nhất. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống, hãy trân trọng và yêu thương họ. Nhiều người thường không biết quý trọng người bên cạnh cho đến khi họ ra đi. Lúc đó hối hận cũng đã muộn màng. Sự thành công của con cái cũng là niềm tự hào của chúng ta. Tuy không nên phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ, nhưng cũng cần tạo điều kiện để con cái có thể tỏ lòng biết ơn và tôn trọng, trong khi vẫn khuyến khích họ phát triển độc lập, tự tin và tự chủ trong cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bác nên theo đuổi những thứ mình thích mà không cần phải giới hạn bản thân. Dù là trong ẩm thực, thời trang hay giao tiếp xã hội, ta cũng nên thực hiện theo ý thích một cách tự nhiên và không phải áp đặt quá nhiều ràng buộc cho bản thân. Thực tế, với những ai đã trải qua nhiều gian khổ và thách thức trong cuộc đời, chúng ta cần nhìn nhận cuộc sống với tâm trạng bình thản hơn khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc hành trình nhân sinh. Việc bình tĩnh và tự tin đối mặt với những thử thách là cần thiết. Chúng ta cần học cách tự tin vào bản thân và chuẩn bị tinh thần từ trước. Điều này không có nghĩa là phải từ chối sự giúp đỡ từ con cái, mà là thái độ tự lập và tự chủ trong việc
tự quản lý cuộc sống của mình được khuyến khích và tôn trọng. Trong điều thiện, hiếu thảo đứng đầu, con cái hiếu kính cha mẹ là điều tốt đẹp, chứng tỏ ta đã dạy dỗ chúng nên người. Tuy nhiên, dù con cái có tốt đẹp đến đâu, ta cũng cần ghi nhớ rằng cuộc đời này phải dựa vào chính mình. Quãng đời còn lại, ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi. Muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mình muốn làm. Đã qua cái ngưỡng 54, có khổ cực nào mà chưa nếm trải? Nhân sinh đã đi quá nửa hành trình, quãng đời còn lại. Chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình, đến khi bạn già rồi, bạn còn có thể dựa vào ai? Chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngoài trừ chính mình ra, ai cũng có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút như vậy đã là đủ rồi. Cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế, hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều. Tuổi Tân Hợi giống như những chú heo luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu, đến khi quay đầu nhìn lại. 54 tuổi cũng là 54 năm cuộc đời, buồn vui, sướng khổ, sang hèn, vinh nhục chưa kịp phản ứng. Người xưa nói, ngũ thập tri thiên mệnh, quả không sai. Bước sang tuổi 54, Tân Hợi bỗng nhận ra cuộc sống khoác lên mình chiếc áo mới, không còn ồn ào, náo nhiệt như thời thanh xuân phơi phới, cũng chưa đến độ nguội lạnh, tro tàn của tuổi xế chiều. Đó là giai đoạn ta học cách sống thoải mái, tự do, bên cạnh người thương yêu hoặc an nhiên một mình. Khi mệt mỏi, Tân Hợi hãy cho phép bản thân buông tay, nghỉ ngơi, bởi ta hiểu rằng sau tất cả tranh đua, vinh quang hay thất bại, con người cũng sẽ về với cát bụi. Trải qua bao thăng trầm, Tân Hợi dần thấu hiểu rằng lấy lòng người khác chẳng bằng tự mình tìm kiếm hạnh phúc thanh thản. Thay vì cố gắng níu giữ những điều vụt mất, ta trân trọng những gì đang có, bởi nuối tiếc một chút còn hơn ôm ấp những muộn phiền. Thà chọn cô độc trong thanh thản, còn hơn chìm đắm trong những mối quan hệ giả tạo, dối lòng. Chuyện quá khứ tựa như đá mòn trong nước, như gió thổi mây trôi, nhẹ nhàng tan biến theo dòng thời gian. Bụi hồng trần chỉ níu giữ bước chân ta, tình tiền, dục vọng chỉ làm nặng gánh tâm hồn. Giờ đây, ta chọn buông bỏ những phiền muộn, để tâm hồn được bình yên, thanh thản. Vết thương lòng của năm tháng giờ đã lên da non. Nhìn lại ta thấy mình đã sống trọn vẹn với những gì mình có. Ta không còn thời gian để tiếc nuối, oán hận hay ân hận ai. Thay vào đó, hãy trân quý từng khoảnh khắc hiện tại, sống cho bản thân và những điều mình yêu thương. Sở dĩ người ta hay phiền muộn chính là vì 12 chữ này: không buông được, nghĩ không thông, không nhìn thấu, không quên được. Sau hơn 54 năm cuộc đời, trải qua bao thăng trầm, sóng gió, hãy học cách giữ cho tâm hồn mình bình yên. Đừng để những phiền muộn bên ngoài tác động đến. Từ 54 tuổi trở về sau, hãy chọn cho mình cuộc sống an nhiên, tĩnh lặng, buông bỏ những tranh chấp không đáng có, những mưu cầu danh lợi phù phiếm, để tâm hồn được thanh thản. Không cần phải chen vào những cuộc tranh luận đúng sai, cũng không cần gượng cười để làm hài lòng người khác. Hãy trở thành một người ôn hòa, hiền lành, nhưng đừng vì thế mà trở nên nhạt nhòa, chìm khuất trong đám đông. Hãy sống là chính mình, theo đuổi những gì bạn mong muốn. Tuổi 54 không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo. 10 phân vẹn 10, đôi khi một chút hồ đồ, một chút thiếu sót cũng chẳng sao. Cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo chỉ khiến bạn chìm đắm trong những cuộc tranh đấu không hồi kết. Hãy sống đơn giản, bình an, để tâm hồn được thanh thản. Bình yên là điều quý giá nhất mà con người có thể kiếm tìm. Sau bao nhiêu lo toan phiền muộn, hãy dành thời gian cho bản thân để lắng nghe tiếng nói bên trong, để trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống. Bước sang tuổi 54, nhìn lại quãng đường đã qua, Tân Hợi nhận ra cuộc đời ngắn ngủi như một giấc mộng, bóng câu vút qua cửa sổ, mái tóc đã điểm bạc. Ta chợt thầm hỏi, hà gì ta còn ôm giữ hận thù trong tâm?
hãy học cách tha thứ, bởi tha thứ không chỉ giúp người khác mà còn giải thoát chính bản thân ta khỏi gánh nặng oán hận. Khi ta mở rộng lòng yêu thương, ta sẽ cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bạn đã trải qua đủ thăng trầm, vinh quang và cả cay đắng. Giờ đây, chẳng còn gì có thể ràng buộc hay mê hoặc ta. Thay vì vướng bận vào những toan tính bon chen, hãy chọn cho mình cuộc sống giản dị, thanh thản. Quý vị đang theo dõi video với nội dung Ý trời, sự thật kỳ lạ, cuộc đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, cả đời vất vả, từ 54 tới 58 tuổi, trời ban đại lộc, vận may bùng sáng, phúc đức tiền quyển ùa về ngập nhà, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Tiếp theo là xét về số mệnh của tuổi Tân Hợi 1971, cả cuộc đời ta bôn ba, mãi mê theo đuổi những mục tiêu, những ước mơ. Dù cho vất vả bao nhiêu, Tân Hợi vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, bởi còn rất nhiều việc dang dở, còn nhiều điều chưa hoàn thành, ta tằn tiện, tích góp, dành dụm từng đồng, nhưng dường như tiền bạc vẫn chẳng bao giờ đủ cho những dự định tương lai. Ta sống trong lo âu, sợ hãi, cố gắng nhường nhịn, chịu đựng để tránh va chạm, nhưng vẫn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ta đọc, ta viết, ta học hỏi, ta cảm ngộ, nhưng dù cho thông minh đến đâu, vẫn có lúc phải đối diện với thất bại, thua thiệt. Ta cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, bình tĩnh, nhưng sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều nuối tiếc. Bước sang tuổi 54, nhìn lại quãng đường đã qua, bỗng nhận ra thế giới rộng lớn vô cùng, mà bản thân mình lại nhỏ bé biết bao. Có những điều ta từng lo lắng, bận tâm hóa ra chẳng đáng để ta nặng lòng. Ta đã quá khổ, quá mệt mỏi, hà cớ gì cứ mãi chỉ trích bản thân, đời người vốn dĩ không như ý. Ta không thể cưỡng ép mọi thứ theo ý muốn mình, miễn là ta đã cố gắng hết mình, dù kết quả thế nào cũng đều xứng đáng. Chuyện nơi thế gian, chẳng ai có thể nắm chắc được điều gì. Vậy nên hãy học cách buông tay những muộn phiền, để tâm hồn được thanh thản, an nhiên. Từ nay trở về sau hãy sống cho chính mình, trân quý những gì đang có, yêu thương những người xung quanh. Đừng so sánh bản thân với người khác, bởi mỗi người đều có một con đường riêng. Hãy học cách tha thứ, bởi tha thứ không chỉ giúp người khác mà còn giải thoát chính bản thân ta khỏi gánh nặng oán hận. Bước sang tuổi 54, Tân Hợi bỗng nhận ra cuộc đời ngắn ngủi biết bao, không cần thiết phải tính toán chi li từng việc nhỏ, bởi ta không thể nắm bắt được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Những điều không hiểu được, ta không cần cố gắng giải mã. Những người không thể phỏng đoán, ta không cần tò mò. Những lý lẽ nghĩ không thông, ta buông bỏ suy tư. Những chuyện không vui đã qua, hãy cất giữ nó vào một góc nhỏ trong tâm trí để nó không còn ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của ta. Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng, ta không cần phải hoàn hảo, nhưng nhất định phải sống chân thực. Ta không cần phải giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ. Niềm vui và sự chân thành sẽ giúp ta cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tân Hợi cũng nhận ra rằng, cuộc sống sẽ không thay đổi vì những lời oán trách của ta. Đời người sẽ không đổi khác vì ta phiền muộn. Dù ta có oán trách hay buồn bã, cuộc đời vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật của nó. Oán trách và phiền muộn chỉ khiến bản thân thêm khổ đau, chẳng mang lại lợi ích gì. Ta khóc, cuộc đời không vì vậy mà rơi nước mắt. Ta khổ, cuộc đời không vì vậy mà thêm phiền não. Thay vì chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, hãy học cách buông bỏ và hướng đến những điều tốt đẹp. Là con người, ai cũng có lúc gặp phải những điều không như ý. Những trắc trở trong cuộc sống, công việc đôi khi không suôn sẻ, những dự định không thành công hay những mối quan hệ không như mong đợi, những điều đó có thể khiến ta buồn bã, thất vọng, thậm chí là chìm trong lo âu, phiền muộn. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trên con đường ta đi, sẽ có những chướng ngại vật, những khúc quanh bất ngờ, quan trọng là cách ta đối mặt với nó. Thay vì chìm đắm trong muộn phiền, hãy tập trung vào những điều tích cực.
Hãy mỉm cười với những gì ta đang có. Trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân yêu. Hãy học cách buông bỏ những điều không thể thay đổi và tập trung vào những gì ta có thể kiểm soát. Có một câu nói rất hay rằng, vui vẻ là một ngày, sầu khổ cũng là một ngày. Vậy sao ta không vui, sống cho đến cuối cuộc đời này? Đúng vậy, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc và sống một cách trọn vẹn nhất. Sau tuổi 54, Tân Hợi đừng làm khó bản thân mình. Đừng vì những người không thích mà đánh mất niềm vui. Đừng vì những người chỉ thoáng qua trong cuộc đời mà lưu luyến không thôi. Cũng đừng phiền não với những chuyện nhỏ nhặt như áng mây thoảng qua. Cuộc sống là một hành trình đầy màu sắc, với những thăng trầm, vui buồn đan xen. Có những lúc ta hân hoan trong niềm vui, có những lúc ta chìm trong nỗi buồn. Nhưng dù cuộc sống cho ta điều gì, hãy luôn giữ cho mình một thái độ sống tích cực, thản nhiên, vui vẻ đón nhận. Hãy sống vì bản thân, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, bởi điều đó là không thể. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì bạn muốn, những gì bạn cần và những gì khiến bạn hạnh phúc. Đừng làm khó bản thân bằng những so sánh hay ghen tị với người khác. Mỗi người đều có một con đường riêng, một cuộc sống riêng. Hãy trân trọng những gì bạn đang có và nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Hãy là chính bản thân mình, bởi vì bạn là người độc đáo nhất trên thế giới này. Đừng cố gắng bắt chước hay gượng ép bản thân thành một người khác. Hãy tự tin thể hiện cá tính và bản sắc riêng của bạn. Đi tốt con đường mà bạn đã chọn. Làm tốt những việc trong phận của mình. Sống cuộc sống mà bạn mong muốn. Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ. Hãy cứ theo đuổi ước mơ của bạn. Sau tuổi 54, với những gì bản thân không với tới được, Tân Hợi không cần phải mong muốn thái quá. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Khi lòng mệt mỏi, hãy nghe vài bản nhạc hay. Trong lòng có chuyện sầu não, hãy thổ lộ với người bạn yêu thương. Mệt mỏi rồi, hãy pha cho mình một ấm trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuộc đời con người thoát cái đã trôi qua hơn nửa thế kỷ. Nhìn lại quãng đường đã đi, có những hối tiếc, có những nuối tiếc, nhưng cũng có những niềm vui, niềm hạnh phúc. Sau tất cả đừng làm khổ bản thân, bởi cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Bôn ba, lăn lộn hay an yên, bình dị, tất cả đều chỉ là nháy mắt trong dòng chảy thời gian. Thay vì oán trách, hãy học cách trân trọng những gì mình đang có, cho bản thân một phần lạc quan, một phần bình hòa để đối diện với mọi biến cố của cuộc sống. Đừng cưỡng cầu, đừng mong mỏi thái quá. Hãy để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, bởi cố gắng níu giữ cũng chẳng được gì. Cho bản thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh để đón nhận mọi điều. Sống ở đời, đừng so đo, đừng tính toán. Hãy giữ lại cho mình một phần tình cảm chân thành nhất trong tâm hồn, yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, yêu thương những người xung quanh. Bởi đó là những điều quý giá nhất mà chúng ta có được. Đừng hâm mộ vần hào quang của người khác, cũng đừng chê trách thói đời nóng lạnh. Hãy cất bước đi trên con đường của riêng mình với sự tự tin và kiên định, lấy tâm thái lạc quan để sống một cuộc đời thanh thản, an nhiên. Tuổi già đến, hãy trân trọng những phút giây bình yên bên gia đình, con cháu, tận hưởng những thú vui tao nhã, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Hãy để tuổi già là quãng thời gian đẹp nhất, viên mãn nhất của cuộc đời. Theo lời tiên tri của giới tử vi, trong 5 năm sắp tới, tuổi Tân Hợi cực may mắn nằm trong danh sách con giáp giàu sang, thành đạt hơn người. Năng lượng tích cực từ các cát tinh soi chiếu mang đến cho bạn vô số cơ hội để phát triển và gặt hái thành công. Đây là lúc để bạn hiện thực hóa những dự định ấp ủ bấy lâu, biến ước mơ thành hiện thực. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tam hợp, hứa hẹn mang đến cho bạn nhiều may mắn bất ngờ. Quý nhân xuất hiện, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ và đưa ra lời khuyên quý giá, định hướng bạn trên con đường phát triển phù hợp với tính cách hài hòa, cởi mở. Bạn dễ dàng tạo dựng được thiện cảm và nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Bạn không cần phải lo lắng đối mặt với khó khăn hay thử thách, bởi bạn luôn được bao bọc bởi sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người.
hãy tự tin nhận lấy những nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ, tăng cường sự sáng suốt và nhanh nhẹ, từ đó tìm ra hướng giải quyết công việc hiệu quả. Trên phương diện tài lộc, trong thời điểm 5 năm tới, hứa hẹn mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền ập đến dồn dập. Năng lượng dồi dào từ các cát tinh kích thích vận trình tài chính, khiến bạn có thể choáng ngợp bởi vô số lựa chọn đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, hãy dành thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng, phân tích cẩn thận trước khi đưa ra quyết định để đảm bảo lợi nhuận tối ưu. Thay vì chạy theo xu hướng đám đông, hãy dành thời gian để lắng nghe tiếng nói bên trong và lựa chọn con đường phù hợp nhất với bản thân. Hãy nhớ rằng, mỗi người đều sở hữu những tiềm năng và khả năng riêng biệt, và thành công sẽ đến khi bạn khai phá và phát huy tối đa những giá trị độc đáo của chính mình. Nếu bạn đã ấp ủ một kế hoạch kinh doanh từ lâu, đây là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào thực hiện. Năng lượng tích cực của các cát tinh sẽ hỗ trợ bạn trên từng bước đường, giúp bạn gặp gỡ nhiều quý nhân và nhận được sự trợ giúp cần thiết. Hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ và biến ý tưởng thành hiện thực với những ai đang làm công ăn lương. Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự ghi nhận xứng đáng từ cấp trên. Hãy coi đây là động lực để bạn tiếp tục cống hiến và phát triển bản thân trong tương lai. Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc với người độc thân. Đây là thời điểm lý tưởng để tìm kiếm và gặp gỡ những mối duyên mới. Nét duyên dáng, tự tin và sự thu hút của bạn sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm của đám đông, tạo ấn tượng khó phai trong lòng người khác. Hãy mở lòng và sẵn sàng đón nhận những rung động mới. Bạn sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Đối với những người đã có gia đình, đây là thời gian để vun đắp và củng cố thêm tình cảm vợ chồng. Bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có và luôn dành cho nửa kia sự quan tâm, chăm sóc ân cần. Điều này khiến đối phương cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng của bạn, từ đó càng thêm yêu thương và gắn bó với bạn. Tuy nhiên, vì quá nổi bật và thu hút nên bạn cần lưu ý giữ khoảng cách thích hợp với những người xung quanh, đặc biệt là những người khác giới. Hãy tránh những hành động mập mờ, dễ gây hiểu lầm, để bảo vệ hạnh phúc của bản thân và gia đình. Về mặt sức khỏe, trong thời điểm 5 năm tới, sức khỏe của bạn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, hãy chú ý duy trì lối sinh hoạt khoa học và điều độ để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh ôm đồm quá nhiều việc, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên và hạn chế sử dụng thức ăn nhanh, đồ uống kích thích để tăng cường sức khỏe và nâng cao hệ miễn dịch. Dành thời gian bên gia đình và người thân cũng là một cách tuyệt vời để bạn thư giãn và nạp lại năng lượng. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh những người yêu thương bạn để cảm nhận cuộc sống thêm ý nghĩa và trọn vẹn. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, chúng ta đều có những sứ mệnh riêng. Trong cuộc sống, những suy nghĩ, trạng thái tâm lý cũng dần thay đổi theo thời gian. Và nếu như tuổi Tân Hợi muốn có một cuộc sống thịnh vượng, bình an trong 5 năm tới, nhất định phải bỏ hai điều sau đây. Buông bỏ những giày vò của quá khứ. Quá khứ là chuyện đã rồi, không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Con thuyền của sinh mệnh cũng chẳng thể chở quá nhiều chấp nhất, chẳng thể chống đỡ quá nhiều ràng buộc. Những thống khổ nơi quá khứ, cộng thêm ưu phiền trong hiện tại, đối với bất kỳ ai mà nói, cũng đều là một cuộc giày vò tâm linh vô bổ. Vậy nên một số người khi cần buông thì hãy buông, một số việc khi cần quên thì hãy quên, đừng lưu giữ những điều không đáng nhớ trong sinh mệnh của mình. Khi có hãy trân quý, khi mất đi hãy học cách cảm ơn, những gì đã qua hãy dần buông tay, những gì bỏ lỡ hãy học cách giải thoát, buông bỏ những gì từng xảy ra, cá biệt với quá khứ, không để ký ức thành sợi dây buộc chân. Đó mới là sự giải thoát chân chính. Bên cạnh những sự việc buồn đau, con người cũng thường có rất nhiều dục vọng, tham niệm, những tâm mê đắm của cải tiền tài, ham mê sắc dục, truy cầu danh vọng ấy đều trở thành những rễ cây rất sâu cắm vào tâm linh con người. Nếu để ý, người ta sẽ thấy những vọng niệm ấy thi thoảng lại trồi lên,
quấy nhiễu tâm can, trở thành ảo ảnh phù du mà người ta thường vọng tưởng tới. Con người ta nếu có thể biết nghiêm cẩn tu dưỡng bản thân, dũng cảm đối diện với những ảo ảnh và sự vô thường của cuộc sống, thì sẽ có thể buông bỏ được rất nhiều ác tâm, ác niệm, tâm linh cũng sẽ trở nên tự tin và to lớn hơn, tâm cảnh cũng trở nên thuần tịnh và trong sáng, buông bỏ tâm oán hận. Bầu trời có lúc trong xanh, cũng có khi u ám, cuộc đời có thuận cảnh thì cũng có nghịch cảnh, gặp mâu thuẫn mà trong tâm coi là phiền não thì tự nhiên áp lực sẽ tăng gấp đôi. Gặp mâu thuẫn mà trong tâm an định thì tự nhiên áp lực sẽ giảm xuống một nửa. Cảnh tùy tâm sinh, người oán hận thì thế giới xung quanh cũng tiêu điều buồn bã. Ở trong nghịch cảnh mà oán hận thì cuộc sống sẽ tăm tối hơn, cũng có thể khiến người ta rơi vào vũng lầy. Cùng với oán hận thì phiền não mỗi ngày đều xuất hiện, có thể ví như một bóng ma đang gặm nhấm tâm linh, khiến người ta ngày một bi quan hơn, lòng dạ lớn một phân, oán hận bớt một phần. Làm người thì tốt nhất là có thể bao dung người khác, tha thứ được những lỗi lầm của người khác. Những thương tổn đến từ bên ngoài giống như những tảng đá ngầm bên bờ biển, bất quá chỉ làm cho những bọt sóng thêm trắng xóa, xinh đẹp mà thôi. Hãy nhớ rằng, biển rộng không than thở mà dung nạp hết thảy. Muốn không oán hận, thì tốt nhất là học cách quên đi, bởi vì không thể quên mà con người mới rơi vào buồn bực, chán nản và oán hận. Nếu nói rằng, có thể tha thứ nhưng không thể quên đi, thì đó không gọi là tha thứ. Người ấy kỳ thực vẫn không thể chân chính buông xuống tâm oán hận, vẫn mệt mỏi mang nặng trong lòng. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Ý trời, sự thật kỳ lạ, cuộc đời tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, cả đời vất vả, từ 54 tới 58 tuổi, trời ban đại lộc, vận may bùng sáng, phúc đức tiền quyển ùa về ngập nhà, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.